đẹp nhẹ nhàng mà không hề chói lóa, đó chính là một cái gam màu hồng cam cho các chị gái. Và hôm nay thì chúng ta cùng chiêm ngưỡng cho mình với mẫu áo sơ mi với thiết kế là tay cộc các chị yêu nhá. Vô cùng là trẻ trung này, thoáng mát cho mình trên cơ thể khi mà chúng ta mặc màu áo sơ mi này. Và đặc biệt là em áo này chúng ta được sở hữu một cái gam màu hồng cam nhẹ nhàng, quyến rũ các chị và vô cùng là trẻ trung các chị nhá. Ở đây thì cái dáng áo sơ mi của Đức thì chắc hẳn là các chị gái mình đã mặc rồi, là chúng ta cũng đã thầm hiểu được rằng về dòng của Đức của GD thì luôn luôn được các chị yêu thích rất là nhiều. Và thiết kế là dáng 2 ly nhẹ đằng trước cho mình và 2 ly sau các chị này, tạo vòng eo cho các chị rất là tốt mà lại không hề bị lộ khuyết điểm. Và chúng ta có thể mix với lại chân váy này hay là một chiếc quần công sở để chúng ta có thể đi làm, đi chơi đúng không ạ? Đi dạo đều rất là hợp lý này. Ở đây thì cái dáng áo này chúng ta có thể thấy này, áo dáng rất là vừa, không quá dài. Khi mà chúng ta đi đến những công việc mà chúng ta không muốn phải sơ vin, chúng ta muốn mặc vuông để tạo cái cảm giác thoải mái, thì màu áo sơ mi này rất là hợp lý luôn. Các chị có thể bỏ vuông hoặc sơ vin đều được các chị nhá. Màu hoa rất là nhã và đẹp và cực kỳ là nịnh da cho các chị yêu luôn. Đó. Đây các chị nhìn gần màu hoa cho em mẹ này, vô cùng là sắc nét và đẹp cho mình luôn các chị nhá.